Xin chào mừng các cậu đã đến với Chen Anime. Ngày còn nhỏ, Doraemon là bộ truyện tranh không thể thiếu trên giá sách của tớ. Hễ có thời gian rảnh, tớ lại ngồi đọc chúng và chìm vào thế giới cùng với mèo ú, nhóm bạn Nobita và những câu chuyện hài hước dí dỏm. Và tất nhiên, Doraemon chính là thần tượng của tớ lúc ấy. Giá mà có được Doraemon của riêng mình thì tuyệt quá nhỉ. Nhưng rồi một ngày đẹp trời ở hiệu sách, tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Lúc đó tôi mới thấy Uwasaki dậy. Tôi thấy một bộ truyện có Doraemon và rất nhiều Doraemon, nhưng mà khác nhau cách ăn mặc xíu. Và từ đó tôi phát hiện ra sự tồn tại của các nhân vật thú vị này. Vậy nên trong video ngày hôm nay, hãy cùng Chen Anime đến với 7 thành viên của đội quân Doraemon nhé. Bắt đầu thôi nào. Trước tiên, chúng mình cùng tìm hiểu đôi nét về bộ truyện này nhé. The Doraemon Zoo, còn được biết đến ở nước ta với tên gọi đội quân Doraemon hay Doraemon Thêm, là một loạt truyện tranh khác bên cạnh Doraemon mà chúng ta vẫn xem trên Chen Anime hàng ngày. Nguồn gốc từ bộ phim 2112 Doraemon ra đời, nơi mà các nhân vật chính được hình thành và kết bạn với nhau. Sau những màn thể hiện vụng về của Doraemon tại lớp học, thầy hiệu trưởng đã cân nhắc và chuyển cậu ấy xuống một lớp học đặc biệt, hoặc cũng có thể gọi là cá biệt trong trường. Đây là nơi hội tụ của hỗn tạp rất nhiều loại robot khác nhau, trong đó có cả 6 thành viên của đội quân sau này. Trong một lần được nghe thầy giáo giảng về tình bạn, Doraemon kết bạn được với 2 người máy khác, nhưng lại bị họ lợi dụng vào một phi vụ trộm cắp bảo bối. Chúng rủ Doraemon vào một tòa tháp cổ và dụ cậu vào trong để lấy mấy tấm thẻ tình bạn huyền thoại. Kết quả là họ bị giam và mèo ú có nhiệm vụ giải cứu chúng. Được Norayako giới thiệu, cậu làm quen với 6 cậu mèo máy khác. Họ cùng vượt qua cạm bẫy của ngọn tháp và nhận được 7 tấm thẻ tình bạn. Tại Việt Nam có 3 đầu truyện, bao gồm đội quân Doraemon của tác giả Tanaka Michiaki, 6 tập, 12 tập đội quân Doraemon đặc biệt và 3 tập đội quân Doraemon đặc biệt, trường học robot của tác giả Mitani Yukihiro. Giờ thì cùng đến với nhân vật đầu tiên nào. Số 1, Doraemon, quốc tịch Nhật Bản. Khi còn học tập tại trường đào tạo robot Matsushiba ở thế kỷ 22, Doraemon vẫn còn đôi tai cùng với nước da vàng óng. Tính cách của cậu cũng vẫn được giữ nguyên như trong nguyên tắc của bác Fujiko Fujio, vẫn hậu đậu hay lấy nhầm bảo bối như thường lệ, nhưng được cái tốt bụng, nhân hậu, là người lạc quan và ôn hòa nhất trong 7 thành viên nên được làm đội trưởng của cả nhóm. Tuy nhiên, cậu ấy thường cảm thấy tự ti vì mình chẳng có tài năng nào hay ho như các bạn, ngoài cái đầu cứng nhất hội. Nhưng Doraemon vẫn luôn là người giỏi nhất vì cậu có lòng nhân hậu, yêu thương và biết nghĩ đến người khác. Cậu cũng là người đứng ra giải quyết các tranh chấp mâu thuẫn trong nội bộ. Túi thần kỳ của cậu là trung tâm bảo bối của cả nhóm. Nó được thông với mũ của Dora the Kid, mèo ú thích ăn dorayaki truyền thống. Ngoài giờ học thì cậu ấy còn làm shipper ở siêu thị bảo bối. Phương tiện đến trường của Doraemon là tên lửa đầu mèo. Nếu để ý kỹ thì ta sẽ thấy trong nhóm chỉ có một mình Doraemon là không mặc quần áo nhỉ? Số 2. Drakido, quốc tịch Mỹ. Chàng cao bồi sống ở thời đại khai phá miền Tây nước Mỹ này là chỉ huy thứ 2 trong team. Drakido được miêu tả như một biểu tượng của tinh thần nước Mỹ, với bộ quần áo đậm chất quốc kỳ như Captain America, một ngôi sao huy hiệu cảnh sát trước cổ và một chiếc mũ cao bồi miền Tây. Hiện tại cậu đang làm trợ lý cảnh sát trưởng ở Texas, Hoa Kỳ. Kido cũng là một đặc vụ bí mật của cảnh sát tuần tra thời gian. Tài năng của Kido chính là trình độ bắn súng thiên tài, được coi là đối thủ ngang tầm với Nobita thiện xạ. Vũ khí cậu sử dụng là đại bác không khí, nó tạo ra áp lực không khí cực lớn, có thể hạ gục đối thủ ngay lập tức. Nếu các cậu thắc mắc tại sao không dùng súng của cowboy cho đồng bộ, thì Kido cũng muốn lắm, cơ mà cậu ấy không có ngón tay để bóc cò. Nỗi sợ của Kido là độ cao, chiếc mũ cậu ấy đeo trên đầu cũng giống như túi thần kỳ của Doraemon. Kido là người nóng nảy, dễ bực bội, hiếm khi cần đến sự trợ giúp của người khác. Mặc dù luôn nghĩ con gái thật rắc rối, nhưng cậu ta lại là người ngọt ngào, lãng mạn. Cậu ta rất mến Dorami và Dorami cũng vậy, dù hai người rất hay cãi nhau. Kido cũng có xu hướng hay nói đói quá, không đi nổi, bất cứ khi nào dạ dày của cậu trống rỗng. Cũng thích dorayaki, nhưng cách cậu ta ăn lại rất kỳ quặc. Ăn bánh rán kèm với sốt cà chua và wasabi, hoặc có khi là tương ớt. Số 3. Dorawan hay Dora Vương, quốc tịch Trung Quốc. Dora Vương là người thông minh nhất trong nhóm, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, không có gì là cậu không biết, chỉ có đôi lúc hơi lác tí thôi. Cậu ấy có nước sơn màu cam, mặc bộ y phục của các võ sư Trung Quốc, ở bên trong chiếc mũ nhỏ đội trên đầu có treo con gấu bông hình bạn gái Mimiko, hiện đang là y tá tại bệnh viện.
Dora Vương nổi tiếng là bậc trượng phu với lối sống ngay thẳng, chỉn chu, trung thực và có hơi hậu đậu một chút. Vì vậy cậu ta được mọi người vô cùng yêu mến. Cậu là một bậc thầy về cung phu và y dược vì từng được làm trợ lý cho một thầy phu trong triều đại nhà Thanh. Thông thạo nhiều bài quyền, nhưng điểm yếu của cậu lại nằm ở đôi chân vì nó quá ngắn, khiến cậu không thể học và thi triển một số tuyệt kỹ. Biến thể túi thần kỳ của cậu nằm ở trong ống tay áo, giống như cách các quan lại thời đó cất đồ ý. Nỗi sợ của Dora Vương lại là nỗi thèm khát của khá nhiều bạn nam, chính là con gái, cụ thể hơn là sợ bị con gái theo đuổi vì quá hâm mộ. Cũng có sở thích dị như các bạn khác, Dora Vương thích ăn bánh rán với nước tương. Số 4. Dora Rinho, quốc tịch Brazil. Dora Rinho chắc là em trai nuôi bị thất lạc của cầu thủ Ronaldinho đây. Cậu ta có nước sơn màu xanh lá, thường mặc quần áo của cầu thủ và đeo quả chuông hình trái bóng. Đây là một người cực kỳ đãng trí, rất hay quên, đầu óc thường trống rỗng và không có suy nghĩ. Cậu ta còn quên cả việc mình là mèo robot luôn. Cũng giống như Doraemon, trong một sự cố, cậu đã bị mất một con ốc của phần đầu, vì vậy cậu rất dễ quên. Và theo lời của Nobinio, bạn của Dora Rinio, thì cậu ấy chỉ cần đi 3 bước là quên phát chuyện vừa xảy ra, cho dù đó là lời hứa quan trọng hay bất kể điều gì. Dora Rinio cũng rất vui tính và yêu thương bạn bè, nhưng cũng rất hay trêu chọc mọi người. Cậu cũng là một chân sút cự phách, có thể chạy rất nhanh và có rất nhiều kỹ năng đá bóng điêu luyện. Cậu có một đội bóng của riêng mình gồm 11 mini Dora. Bao bối của cậu lấy từ chiếc túi thần kỳ được gắn ở phía dưới bụng. Cách ăn bánh rán thì cậu ta thường ăn kèm với sốt đỏ Tabasco. Số 5. Chúa tể của những chiếc sừng, Eru Matadora, quốc tịch Tây Ban Nha. Nhắc đến Tây Ban Nha thì không thể bỏ qua các cuộc đấu bò tót gay cấn rồi. Eru Matadora đang sống và làm rửa bát thuê cho một nhà hàng thịt nướng tên là Carmen ở Barcelona, Tây Ban Nha thế kỷ 17, đồng thời che giấu thân phận để làm hiệp sĩ cứu giúp người. Cái tên Carmen của quán ăn là lấy từ tên con gái của chủ quán, cũng là người thầm thương trộm nhớ của cậu ấy. Cậu có nước sơn màu đỏ, nổi bật với cặp sừng trên đầu, bởi vậy nên cậu là người cao nhất trong nhóm với 141,1cm so với con số 129,3 của các Dora khác. Là một võ sĩ đỡ bò tót, Matadora siêu khỏe, có thể quật ngã một con bò tót dù chân đang bị chấn thương. Phúc khí của cậu là tấm lá chắn bò tót. Ngày còn đi học, cậu mê đấu bò tới nỗi thường xuyên tập luyện cho phòng của mình với chuột. Đây còn là một anh chàng có tính tình bay bướm, hay ngủ và rất sĩ diện. Nếu đi cùng với Dora Kido thì kiểu gì cũng cãi nhau, còn đi với Dora Vương thì kiểu gì cũng đánh nhau. Matadora rất thích làm việc chính nghĩa, thường cải trang và lấy danh nghĩa Dora hào kiệt để cứu giúp mọi người. Điểm yếu lớn nhất của cậu ấy là ngủ nhiều, ngủ mọi lúc mọi nơi, ngủ không đúng lúc đúng chỗ. Cậu ta cũng có túi thần kỳ trước bụng như Doraemon. Ăn bánh rán kèm suất mì spaghetti là sở thích của cậu ấy. Số 6. Người sói, Dora Nikofu, quốc tịch Nga. Dora Nikofu là một người gốc Cossack, sống ở Siberia, Nga. Cậu có nước sơn màu nâu, thường mặc các bộ quần áo đặc trưng của người dân quê hương mình, khiến người ta liên tưởng về một thời khủng hoảng sau thất bại của Nga trong chiến tranh Nga-Nhật, mà khi đó, cậu đã phải chứng kiến quân đội Nga tháo chạy trong khi kẻ thù và cũng là quê hương của Doraemon, Nhật Bản, đánh đuổi quân Nga tại trận Phụng Thiên. Vậy nên có thể nói Dora Nikofu là người nghèo nhất nhóm. Hiện tại cậu ấy đang làm việc ở Hollywood với tư cách là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của loạt phim Người Sói ở thế kỷ 22. Cậu ta có một đặc điểm là chẳng bao giờ thích nói chuyện, thi thoảng chỉ nói được vài chữ hay mấy tiếng gầm gừ. Ngoài ra thì cậu là người có bản tính hiền hòa, trừ khi biến thành sói và cũng rất mê gái. Nói về sói, hãy nhìn thấy vật gì hình tròn như mặt trăng là cậu ta sẽ biến thành sói, hung dữ và tàn phá mọi thứ. Cộng với đó, nếu bị ăn phải thứ gì cay nóng, cậu ta còn có thể khạc ra lửa nữa cơ. Ngoài mặt trăng, sợ lạnh cũng là điểm yếu của cậu ấy. Vậy nên cậu thường đeo một chiếc khăn, đồng thời cũng là túi thần kỳ của mình, che gần như hết mặt để chống lạnh và cũng để không nhìn thấy bàn tay tròn vo của mình. Cậu cũng rất thích ăn bánh rán, nhưng thường không ăn trước mặt mọi người vì bánh rán hình tròn sẽ khiến cậu biến thành sói. Vậy nên tớ cũng không biết cậu ta ăn kèm với nước sốt gì cả. Và cuối cùng, Dora Medosan hay Dora Med Đệ Tam, quốc tịch Ả Rập Saudi. Dora Medo hiện đang làm một pháp sư cố vấn hoàng gia ở Ả Rập Saudi, Trung Đông. Mặc dù là người Ả Rập Saudi, nhà của cậu ta nằm ở bang Dark Iraq. Cậu có nước sơn màu tím, trang phục giống Aladdin hay như trong Nobita ở xứ sở nghìn lẻ một đêm ấy. Điểm mạnh của cậu là rất thành thạo về phép thuật và ma thuật đen, mặc dù chúng đến từ các bảo bối. Cậu có một ông sáu thần có thể làm phép và thổi ra sấm sét, cùng với một chiếc thảm bay, một cây đèn thần để chứa bảo bối. Dora Medo là người hòa nhã, vui tính, hiền lành, luôn hết lòng vì người khác, đặc biệt là trẻ em nên luôn được mọi người kính trọng. Cậu cũng là một người thông minh, có hiểu biết. Tuy nhiên, một khi mà nổi giận thì cậu sẽ rất đáng sợ. Vì khi tức giận, cậu ta sẽ hóa thành khổng lồ, kích cỡ tùy thuộc vào mức độ tức giận của cậu ta, có khi còn to bằng cả một hành tinh ấy chứ. Nhân lúc ấy, chỉ có nước mới khiến cậu ta bình tĩnh lại, vì nước là nỗi sợ của cậu ấy mà. Vậy nên cậu ta không biết bơi và ăn bánh rán cũng rất kỳ lạ. Cậu ta ăn rất cẩn thận, luôn thổi cho nó thật là khô rồi mới ăn hoặc đóng băng nó. Tuy rất sợ nước, nhưng Dora Medo lại có ước mơ là xây dựng công viên nước cho trẻ em ở sa mạc.
thật cao cả bên mấy. Và đó là những thông tin các cậu cần biết về 7 thành viên của đội quân Doraemon. Tuy mỗi thành viên lại có một tính cách khác nhau, nhưng điểm chung giữa họ là đều có trọng tình bạn và vô cùng gắn kết. Nhờ tình bạn mật thiết đó mà 7 tấm thẻ tình bạn đã giúp đỡ họ trong những lúc nguy khốn. Cảm ơn các cậu đã xem hết video này. Đừng quên nhấn combo like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye! Tự nhiên tôi thấy một hiện tượng lạ. Lúc đó tôi mới thấy ở Osaka tôi một cái hình tượng mà tôi là đạo Phật.